Thì cảm thấy mắt ảnh nó trắng rồi là bắt đầu anh mới ngay cái chân này xuống trước, Dạ, ngay ngay cái luôn. chân này xuống nha, cái tay bên kia anh để trên cái gối anh cũng ngay xuống, anh để xuống dưới Rồi. luôn. Xong rồi bắt đầu anh mới đưa cái tay này là anh dùng hết sức lực đến cái, tại vì anh không có làm gì nổi cho mình, chỉ đỡ thôi, vì là tay chân Mới mình được ha, chứ bình là mình thường. làm anh mới nương theo được thôi, chứ mình anh Lúc không bình chịu thường ha, lúc nổi, lúc bình chưa đó thường. ra, dạ. Khi đó anh ngay cái chân ra xong rồi, để cái tay anh cũng để xuống dưới cái tay bên đây, anh để trên cái gối, cái tay này anh cũng kéo để xuống, cái tay này bắt đầu nó gồng lên vậy nè. Là lúc đó cái bụng anh còn thở, là anh cũng còn niệm Phật, ngay khi mà anh đưa tay lên gì đó anh niệm hơi thở cuối cùng đó, là cái tay nó rớt xuống rồi á. Thì tám tưởng là lúc đó ổng đi luôn rồi, nhưng mà khi nhìn lại kỹ á, ha, thì ảnh bắt đầu ảnh mở cái miệng ra, cái tâm nó chết rồi. À, chắc ổng tỉnh lại quá, bắt đầu ổng mở miệng ra, ổng Út Văn niệm Nam, thì ổng niệm Nam nhưng mà tấm nhìn với cái bụng là bụng không có nhúc nhích gì trơn, chỉ có cái khúc trên đây thôi. Là ổng niệm Út Văn niệm Nam, là ổng niệm Nam mà tới 3 câu, tới 4 câu, câu sau cùng là ổng mới dứt hơi luôn. Là ở này á, lúc mà ổng đưa tay ổng chào đó, tám cũng đưa tay chào, mấy người đứng ở dưới chân ổng cũng đều đưa Tuyệt tay vời chào với quá. ổng luôn. À, giữa Út Văn lúc đó là Út Văn là nhắm mắt niệm Phật không, mà chú tâm niệm Phật. Thật ra bây giờ tám bổ chính thêm là cái lúc đó là tám thấy nó rất là cái pháp môn niệm Phật này rất là màu nhiệm. Cái bụng mặc dầu nó không còn thở miếng nào hết, nhưng mà cái miệng anh vẫn niệm theo Út Văn, niệm tới 4 câu luôn chứ không có 1 câu đâu. Dắt đó mình nói mừng nói ha, Út niệm Phật mà thấy Huyền Quynh giơ tay lên rồi, Út mừng đến nỗi mà Út đang chắp tay mà Út đưa lên gì nè. Út đưa lên vậy, Đưa Út tay tạ chào ơn luôn. trời Phật, anh mình quá mừng luôn, nó mừng Dạ. không nói nổi luôn. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thiện Nghĩa xin phép kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo và quý khán giả gần xa kính mến. Kính thưa quý vị, thì hôm nay nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Thiện Nghĩa được trở về quê hương của Đồng Tháp để thăm sư huynh của mình là anh Út Văn. Rồi nhân dịp đây thì cũng là ngày lễ giỗ của gia đình ông thân, thì Thiện Nghĩa cũng gặp lại chị Sáu, rồi chị Tám, cũng là anh em trong huynh đệ đồng đạo. Rồi nhân dịp đây cũng gặp Hòa Sĩ Bồ Tát nữa, thì cũng là huynh đệ. Thì nói chung thì Thiện Nghĩa thì cũng có rất nhiều kỷ niệm ở sư huynh Sáu. Thì vừa rồi thì cái cơn dịch vừa qua thì chú Sáu đã cũng lâm bệnh, cũng lâm bệnh nền rồi, và chú Sáu đã chút hơi thở cuối cùng. Và thì Nghĩa cũng có hay tin, nhưng mà tìm mọi cách để qua để biến, nhưng mà do dịch Covid mình cũng không có đến được. Cho nên thì cũng rất là tri ân sư huynh, thì mình ngưỡng mộ và rất là mến sư huynh hồi từ lâu rồi. Sư huynh Sáu thì mình cũng gặp gỡ nhiều lần, từ lúc mà huynh Sáu đã phát tâm để mà cúng dường làm cái ban trị sự ở Kiên Giang, thì Thiện Nghĩa cũng mới về đó nhiều lần, và cũng trên bước đường hành đạo làm từ thiện thì cũng gặp sư huynh ở Hòa Hảo hay là những bếp ăn, sư huynh cũng hay gặp và trao đổi đạo đức á, thì huynh đệ cũng có gắn bó biết nhau rất nhiều, nhưng mà không có dịp để mà ngồi lại để tâm sự. Mà khi nghe sư huynh trút hơi thở cuối cùng đó thì mình cũng xót lắm, xót vô cùng luôn á. Thấy một người huynh đệ mình, có sư huynh mà có cái tâm hồn mà để lo cho đạo pháp, lo cho từ thiện xã hội, rồi nhất là trong những phút cuối cùng thì sư huynh dành thời gian để lo công phu tu tập, thì đó là cái gương hạnh mà Thiện Nghĩa thấy rằng cũng phải cần học hỏi. Và nhân đây thì cũng có chị Sáu, rồi Út, rồi chị Tám trong gia đình, thì cũng Thiện Nghĩa cũng muốn là quý vị chia sẻ những cái công hạnh mà anh Sáu đã làm được cho đời, rồi hành đạo như thế nào, và nhất là lúc vãng sanh ra đi được cái bình an hay không, nhẹ nhõm hay không, như thế nào, thì Thiện Nghĩa cũng rất muốn nghe để mình cũng chia sẻ với đồng đạo mình. Thấy đó là tấm gương rất là tuyệt vời để mình cũng còn sống đây thì mình cố gắng học theo các sư huynh của mình đi trước. Thì thật sự Thiện Nghĩa rất là ngưỡng mộ và thật sự là rất là yêu kính sư huynh, lúc nào cũng hỏi thăm, chứ tuy là ở thành phố nhưng mà lúc nào cũng hỏi thăm, đi đâu cũng hỏi thăm, rồi bệnh trạng ông làm sao thì anh Út cũng thông báo liên tục.
Nhưng mà do cái dịch bệnh Covid vừa qua thì Nghĩa không có về được, thấy xót lắm. Nhưng mà hôm nay thì vừa đến cái bữa cầu nguyện hôm nay, bữa cúng cơm trong gia đình, thì Nghĩa cũng rất là hữu duyên gặp lại chị Sáu và tất cả người thân trong gia đình. Thì cũng rất là mong chị Sáu có thể chia sẻ những việc làm của sư huynh để em Út, huynh đệ chúng ta cũng nương theo đó mình bắt chước làm, để cho mọi người đều có cái lãnh hội được cái phước báo chung. Nam mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên là nghe quý vị này kể lại xung quanh, thì nhờ chị Sáu, chị Tám có thể đọc một đoạn trong giảng hay là cái bài nào đó trong sấm giảng để làm cho cái bầu không khí hôm nay được ấm áp chút xíu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngộ giải lòng hằng dịnh theo. Chúc ông hoàng nhà dựng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể cổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Rài tính ngộ ái hạ quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương với gươm trí huệ ma dương hải hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn. Đừng cho chúng tinh lăng hoằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Phá ngủ quẩn rất lần tham ái, cõi sân si cũng phải tạo trừ. Đem về giáp tánh chân như kim thân thị hiện giúp trừ tử sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép, cùng chuyên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tâm bảy đời. Về cực lạc thành thời an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹp mây mù, dân vàng
bất thôi công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn, tử ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập từ làm tăng, trước sau tùy khác thiện căn dân đồng. Lắng tai nghe được tin hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá, cảm ơn. Chị nghe pháp mà mình trong cái không khí thanh tịnh vậy nè, mình nghe nó thấm thía xúc động quá. Rồi nghe cái lời thầy giảng trong đầu năm nay thì huynh đệ mình bắt đầu mà làm chương trình này á, để nói cho đồng đạo mình biết được đó, chắc vui lắm á huynh. Tại vì đồng đạo mình cũng mến chú Sáu lắm, thật sự thì rất là nhiều đồng đạo mình mến chú Sáu, xin Sáu lắm, nào giờ lo cho đạo pháp đó, đến phút cuối cùng như vậy đó thì có gì bằng, có gì kiếm được mấy người vậy đâu. Cho nên cũng rất là muốn dì Sáu kể lại sư huynh cái quá trình sống hành đạo thế nào để cho đồng đạo mình biết. Như là huynh Sáu bắt đầu tu hồi nào vậy sao? Bắt đầu ăn chay rồi phát tâm tu hồi sao? Sáu bắt đầu ăn chay hồi năm 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Cũng lâu dữ rồi hả? Tưởng đâu ông phát tâm sau này chứ. 24 tuổi rồi đó hả? Ăn chay rồi, vừa làm ăn mà vừa ăn chay vừa làm ăn. À, à hả? Dạ. Rồi ăn chay luôn rồi hành đạo luôn tới giờ. Rồi có cái lúc mình thấy ông đi họa sĩ vừa vẽ đó, lúc đó là lúc sau đó bao nhiêu năm ông mới đi làm chuyện đó. Dạ, lúc sau chú Bồ Tát vô vẽ hình thầy đó, lúc đó ông vẽ theo, lúc đó năm nào nhớ thứ tư. 2003 cũng lâu rồi hả? 2003 tại vì Út quen Bồ Tát. À vậy hả? Thì cái Út mới chở Bồ Tát vô chổng họa chân dung. À chân dung thầy đó. Anh Sáu anh mến mộ chân dung lắm. À. Thì trong khi chở vô chổng thì Bồ Tát ông họa thì anh Sáu ông chỉ là lo nước sơn thì cái thôi, chứ anh không có để tâm họa, để ý họa. À. Rồi cái Bồ Tát họa xong rồi cái ông đi về. Cái còn nước sơn rồi cỏ này cái còn để chổng đó. À. Cái tự nhiên cái trong lòng ông ham vẽ chân dung. À. Mà ông mới đầu bắt đầu ông vẽ thì ông nguyện với đức thầy là ông vẽ con hai trước, vẽ con hai trước, ông vẽ hình con hai trước, cái bắt đầu nguyện ông vẽ hình con hai, ông thấy đẹp quá, cái bắt đầu mới nghiêng qua qua chân dung thầy, thì qua chân dung thầy cái nét cũng sắc lắm, à, đúng rồi. Thì ông Bồ Tát cũng vô, ông nói sao ông Bồ Tát cũng vô, ông nói tôi cũng phục ông, tôi ở thì ông không học mà chừng tôi về ông coi ông theo đó ông vẽ. Có nhân chứng ở đây nè, có nhân chứng đây, sĩ Bồ Tát bây giờ sao là nhân viên dữ vậy ta. Cái sau này á, cái Bồ Tát vô thấy có nhiều điểm mà nó còn hơi không được tỏ nét khung đó, Bồ Tát góp ý thêm, nó có nguyên nhân gì đó. Rồi sau này cái bắt đầu ông góp ý vô rồi thì ông vẽ với Bồ Tát thì hai ông vẽ xê xích nhau. Thấy mình thì đi cũng nhiều nơi lắm, đi vườn Bồ Đề rất nhiều nơi thấy cái nét vẽ của ông rất là sắc bén. Dạ, vườn Bồ Đề cũng hình của ông Sáu vẽ bánh đó. Đúng rồi, thì có. Ông là họa sĩ, ông vẽ là ông kém bên ông Hầu đó. Mới đầu thì ông vậy đó. Coi như hôm nay có sư phụ ông ngồi đây nữa là quá quá nhân viên ha. Nhân viên. Nhà sư phụ đi ra rồi đó là hẹn mà vì ham mê giáo lý rồi cái chân dung quá. À, có lòng tín ngưỡng nó có hay cái gì thì nghĩa ông Ba Thiệu lắp dò thì nghĩa biết tu hồi xưa đấy ha, biết thì ổng mến mộ ông Sáu, cái bữa nọ ông nghe anh Sáu không học họa sĩ mà vẽ chân dung, cái ổng thấy ổng khâm phục rồi mà từ lắp dò ổng vô tới trong thiên gian trong á, ông lên ổng kính lễ thầy, rồi cái ông chỉ ông nói giờ tôi muốn thỉnh chân dung thầy chân dung này, cái ông Sáu nói chân dung đó ở đây của tôi mà ông thỉnh gì, ông nói cũng có thầy chung
tôi thỉnh đâu tôi thỉnh đó à. Cái ông sao nó gì thì ông muốn thỉnh thì thỉnh không sao. Rồi ông nói tôi quý ông cái chỗ mà ông người tu mà ông vẽ, ông phát tâm ông vẽ, tôi quý cái chỗ đó thôi. Chứ họa sĩ thiếu gì mà tôi quý ông cái chỗ mà ông không phải họa sĩ đó, mà ông làm được chân dung thầy. Đúng rồi, cái đó điều cũng hơi đặc biệt á. À, đặc biệt cho nên đặc ông hiểu ông nói thầy chung tôi muốn chân dung nào thì ông phải giao chân dung mấy cho tôi. Chắc là có lẽ là mình ngưỡng mộ một cái gì đó quá rồi quá cao độ, như hình ảnh của Đức Thầy với Ngài Thanh Sĩ là trong tâm trí của ông đó đã có trong đó, nó tập hợp trong đó rồi cho nên ông mới phát họa được. Chứ nếu mà nó học họa sĩ chắc không khoảng theo ông này chắc khoảng 10 năm biết thì nghĩa vẽ được không. Mặc dù nói chung cũng có một cái nhân duyên, thêm nghĩ là ông có nhân duyên với cậu hai với thầy cho nên ông mới vẽ được vậy, cho nên thì nghĩa ngưỡng mộ lắm, rất ngưỡng mộ ông Sáu. Cho nên chú Sáu ông làm được vậy mình thấy cũng nhân duyên đặc biệt. Rồi quá trình mà ổng vẽ vậy rồi ổng cũng làm cho nhiều nơi rồi. Rồi sau đó thì cái hành đạo của ổng đó, mình thấy càng về sau thì ổng càng cúng dường cho đất đai, làm cái ban trị sự, rồi đi làm từ thiện này nọ, ổng cũng lăn xả vô. Thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Sáu có thể kể lại một cái kỷ niệm gì mà chú Sáu làm lúc ổng còn sống đó, ổng có những cái tâm nguyện như thế nào, hay là cái cuối đời ông có nguyện ông hành đạo hay như thế nào đó sao? Trong lúc mà ông đi làm thì chắc ông cũng đam mê về xã hội, thấy ông cũng đi về tổ đình rồi đó, về chú Ba Ní rồi, thấy ông phát cơm rồi đó, thấy vui lắm. Mới đây chứ đâu lâu đâu, trước mấy năm trước nè. Đó. Sao có thể kể lại một kỷ niệm gì mà ông từng làm đó trong cuộc sống đó sao? Hoặc là ông có ước nguyện gì không? Cái việc đi làm thì ông lớn nhất của ổng á, cái ý nguyện lớn nhất của ổng á là ổng giống như ổng cố gắng á, ổng học để ổng giống như thuyết gì đó, thuyết giảng ha. Cái tâm nguyện ổng đó là lớn nhất. Ổng hàng ngày ổng cố gắng học giáo lý của thầy. Rồi tới ngày ở dưới ban trị sự có sinh hoạt đó, thì ổng xuống cái ổng cũng giống như là mình nói cái giảng gì đó, giới thiệu trình rồi đó ha, hướng dẫn giảng trình. Ông cũng tới ngày lễ ông cũng có thuyết bài giống như lễ cụ nguyện đó. Là cái mơ ước của ông lớn đó là cái việc học hộ pháp nha, thuyết pháp đó. Cái kế nữa là cái pháp môn niệm Phật, là ông nói giờ mình cúng xong mình phải ngồi niệm Phật là ít nhất là nửa tiếng hay là 1 tiếng tới 2 tiếng. Chứ đừng có bỏ qua, đừng có phải đứng dậy đi. Vì là ông nghe lời thầy đó. Dạ. À, mình cúng xong. Là cái hai ước nguyện của ổng là học để biết thuyết ra, nói ra cho đồng đạo người ta biết cái lối của Đức Thầy, lối Đức Thầy dạy trong đó tu. Và thứ hai là cái môn niệm Phật, là hai cái mơ ước lớn của ổng là nó có hai cái môn đó đó chú. Dạ. Môn Phật quý quá. Dạ. Vì đó là coi như là cái đời người hành đạo gì cũng rất viên mãn hay sao ha. Dạ. Tại vì mình vừa tu rồi mình có cái tâm hồn mình muốn cho học hỏi giáo lý rồi truyền bá giáo lý. Dạ. Thì đó là cái nhiệm vụ mà cái đàn hậu tấn cũng như là những hàng đệ tử của Đức Thầy thì rất nhiều người cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà thấy ông Sáu thì ông làm phải nói là quá tuyệt vời. Những vừa cúng dường để mà làm cái giữ gìn lại cái chánh pháp á, là cái nơi đó nó cũng rất là quý, cho nên thì nghĩa lâu lâu đi về cũng muốn về cái thăm đó, coi như là cái có cái công để mà giữ gìn bảo vệ chánh pháp á, là công đức cũng rất là lớn. Thì mình nghĩ chú Sáu ổng ra đi thì chắc ổng cũng mãn nguyện rồi. Tại vì tuy là cái ước nguyện thì không biết chừng nào làm cho xong, nhưng mà đã nuôi nắng trong đó, là cũng gửi gắm những cái tâm tư đó cho mọi người biết được cái ước nguyện gì đó, thì ông đã làm cho đến hơi thở cuối cùng, thì thấy đó là một cái phước báo cũng rất là lớn, và mình cũng rất là trân trọng cái việc làm của chú. Thì cũng nguyện cầu cho chú được vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Thì nhân đây thì cũng gặp chú huynh Úc thì cũng coi như là cũng gần gũi huynh đệ trong gia đình, thì chắc là huynh cũng có nhiều kỷ niệm từ lâu, rất lâu ha. Từ nhỏ tới lớn thì chắc là rất là nhiều. Nhưng mà huynh có thể kể lại một cái dấu ấn nào đó
kỷ niệm nào đó hay là những lời trăn trối gì của Sáu trước khi mà chúng ta đi? Dạ. Có những cái kỷ niệm gì? Rồi sau này chúng Sáu sẽ kể thêm những cái phút mà ông ra đi đó như thế nào nữa. Có những cái điềm lành gì đó hay là có những cái lời trăn trối gì trong phút cuối đó, mình thấy có điềm lành, điềm tốt để mình khuyến tấn cho mọi người cùng hành theo đó Quỳnh. Dạ. Dạ, đó là cũng nghe vậy đó. Thì Quỳnh có thể kể lại những cái dấu ấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay đủ nhân duyên thì nghĩa về tại cốc của Úc để hỏi thăm về Hiền Huynh là Tô Hồng Sơn, hưởng thọ 68 tuổi, từ trần ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu 2021. Kính thưa quý vị, Hiền Huynh của Úc phát tâm tu mà Hiền Huynh có bệnh nền trước mà chỉ thời gian nó hết rồi, mà thời gian này nó phát hiện lại là bệnh gan, mà Hiền Huynh của Úc á, phát bệnh lên. Hiền Huynh nói bệnh của anh chuyến này tái phát, bệnh của anh biết bác sĩ không có trị được, bây giờ mình tu rồi mình phải lo giảng sanh niệm Phật chứ không có đi theo bác sĩ. Mình biết bệnh mình trị không có được, mình phải lo trở về niệm Phật để giảng sanh. Đức Thầy bảo là người tu phải lo tinh tấn niệm Phật chứ đừng có sợ chết. Chứ mình nghe đau mà mình cũng quản chứ sợ chết đó, mình đi bác sĩ chữa không được rồi mình tâm mình không an, rồi mình niệm Phật không được, mình không có giảng sanh. Em ơi, bây giờ bệnh anh biết chị không có được thì anh lo niệm Phật, một đời này phải quyết định giảng sanh chứ không chần chờ. Mà anh nói muốn về Phật á thì mình phải việc thế gian mình phải buông xuống hết em. Bây giờ mình phải gom lo niệm Phật là hờn, buồn, giận, thương, ghét, việc gia đình, sự nghiệp này kia mình phải để xuống hết em ơi. Bây giờ mình phải lo tha thiết niệm Phật một đời này. Anh nói em rất vui mừng, anh phát tâm lên giờ phút này mà anh không cần đi bác sĩ, mà anh không sợ chết thì em tin chắc là anh giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là cái thời gian mà chú Sáu nói vậy là khoảng bao lâu rồi chú mới yếu dần rồi chú? Thời gian rồi anh Sáu nói vậy rồi bắt đầu để Út kể tiếp. Anh Sáu anh nói bây giờ anh quyết định niệm Phật, không có đi đâu hết, lo niệm Phật à. Còn cái việc ăn uống em cũng đừng hỏi. Mà anh nói ngày 19, ngày 18 anh nói là ngày 19 anh theo Phật. Anh nói thì em nghe, em cũng biết vậy thôi. Còn cái chuyện Phật Pháp á, từ từ nó sẽ đi đến, chứ bây giờ chưa đến mình cũng chưa biết ra sao. Rồi sáng 19 em mới nói với anh Sáu ơi, em nói với anh á, anh ở thế gian này em thấy anh cái việc gì anh làm, anh muốn anh làm em thấy cũng đạt hết trơn. Anh từ ngoài quê mình mà anh vô Kiên Giang anh lập sự nghiệp, anh cũng thành danh, cũng có tiếng. Rồi anh làm ăn thời gian anh lớn tuổi rồi, anh nghiêng qua Phật Pháp, anh tu và anh đã làm lên được ban trị sự ở tỉnh Kiên Giang. Tín đồ Phật giáo bảo có chỗ tâm linh để nương tựa tu hành, mà anh nguyện với Đức Thầy là anh phụng sự cho sáng danh đạo, vạn danh Thầy. Thành ra anh làm được cái ban trị sự. Em thấy anh làm việc làm em, anh thấy anh quá khâm phục. Mà ngày giờ này anh đau, cái bệnh đau của anh nó cũng hơn người ta nữa. Cái nghiệp anh đau bằng là nó đau kêu bằng đau gan, thành thử ra. Cho nên em muốn anh ngày ra đi
anh phải làm gương cho đạo là anh trước khi đi anh giở tay lên chào đồng đạo, đặng cho tín đồ Phật giáo hòa hảo mình thấy đó mà làm gương. Anh nói để anh cố gắng làm. Em nghe anh nói em rất vui mừng, còn chuyện Phật pháp chưa biết chưa tới mình cũng không biết ra sao. Nhưng dịp đó vào ngày 19 tới 11 giờ Bùi Trung Hậu, chú Trung, chú Bá trùng hợp đi tới để thăm, và ngay chăng ngày 19 thì đúng 12 giờ 1 giờ thì bắt đầu anh nằm, anh vẫn bình phục trí nhớ biết hết, niệm Phật không quên chút nào. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bao nhiêu người đồng đạo đến anh nói thương anh thì chắp tay niệm Phật trong tâm, còn chỉ một người niệm Phật ra tiếng từ tiếng hơi thở cho anh nương theo đó. Tại vì giác này Đức Thầy bảo Di Đà Phật, cái anh Phật cái tay để xuống thì để xuống đây, thì anh Phật anh tắt thở thì cái tay nó tụt để đây. Anh để đây rồi cái Út dẫn niệm Phật tiếp tục niệm cũng hơi theo hơi thở. 2 phút sau anh niệm thêm 1 tiếng nữa, bắt nhịp vô Nam, cái anh Nam Mô, anh Mô Di Đà Phật, thì 1 giờ 47 phút anh vừa chút hơi thở, cuối cùng là 1 giờ 47 phút là anh ngưng thở luôn. Quá tuyệt vời. Tay anh liền để ngay đây, Út vẫn niệm Phật, Út niệm Phật hoài chứ không có đụng bịa gì tới, vì mình không biết người ra đi thân xác như thế nào cho nên mình cũng không đụng tới. Vì mình bữa 18 là mình thay đồ, lau mình mẩy, mặc đồ đàng hoàng tử tế, sạch sẽ hết. Cho nên mình niệm Phật cho anh, không đụng địa gì tới. Niệm bài, niệm Phật xong rồi chừng anh tắt thở hẳn hồi, thì đọc bài tiếp dẫn Tây Phương. Kính thưa quý vị, hiền huynh của Út là ông Tô Hồng Sơn. Ngài ra đi, ổng làm gương cho đạo Phật giáo hòa hảo. Trong gia đình rất mừng vì có một người thân ra đi biết được ngày giờ mà được tỉnh táo, làm cho gia đình phát tâm tu hành tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con chào phát tay cho Phú ơi, hay quá. Quá tuyệt vời luôn á. Thật sự là nghe cho Phú biết không, với Ngọc Tâm biết không, bữa ngay cái ngày dịch á, nghe ông mất cái mình sót lắm. Cái khi mấy ngày sau thì lại nghe thông tin như đó, tự nhiên nó nhẹ nhàng. Tới bữa nay cảm thấy còn vui đó, bữa nay gặp lại càng vui nữa. Tại vì mình thấy trong đồng đạo mình ít có người được vậy lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mặc dù ai cũng quyết chí tu, nhưng mà cái chuyện biết trước ngày giờ như Huynh Sáu á, rất ít. Mà không phải tất cả những người tu Pháp Môn Tịnh Độ hầu như là ai cũng có tâm nguyện về Phật hết. Nhưng số người thì biết thôi, chứ không phải ai cũng được biết trước ngày giờ, rồi nói trước, dặn dò trước. Tất cả các thứ như vậy thì do một cái quá trình công phu tu tập, và cũng nhờ cái phước đức mà Huynh Sáu đã dung trồng. Thì mình gieo nhân nào thì hưởng quả nấy à chị Huynh? Dạ. Gieo nhân thì có hưởng quả. Thì chú Sáu ra đi như vậy thì xứng đáng, rất là xứng đáng. Cho nên mình thấy vậy thì cũng hoan hỷ chung, chứ cũng không có phải coi như là bữa đó cũng như là nghe mà cảm thấy choáng váng luôn á. Thấy sư Huynh đi sớm. Tại vì mình nghĩ là Sáu còn ở lại thế gian thì còn làm nhiều việc tốt cho đời nữa, cho đạo nữa. Đó, cho nên thì khi nghe cái chuyện mà chú Sáu mà ra đi mà nhẹ nhàng, biết cái ngày giờ giảng sanh rồi dặn dò lại từng câu, từng chữ như vậy, thì đó là một tấm gương rất là sáng cho nền đạo Phật giáo hòa hảo. Thì chắc rằng cô Tám, chị Tám cũng có sót lắm. Chắc có lẽ là một người anh ra đi thì chắc nghe tin chắc sót lắm hay sao ha. Nhưng mà chắc là Sáu có cảm nghĩ như thế nào khi Tám bổ chính thêm cái khúc anh Sáu đi. Dạ. Tại vì lúc đó Út chú tâm niệm Phật, đặng cho anh Sáu niệm theo nhắm mắt, thành ra Út Pháp Giang không có thấy cái lúc chào thôi, chứ còn lúc anh Sáu sửa soạn đi đó Út Giang không thấy, tại Tám đứng ở dưới chân á. Dạ. Chị Sáu với mấy đứa em kia nữa. Là khi mà anh Sáu anh nằm á, cái chân bên đây nằm xuôi á, thì cái chân
chân bên mặt này nó dát trên cái gối. Dạ. Cái tay ở bên mép ở trong là cũng gác ở trên cái gối, mà khi anh muốn đi rồi đó thì cảm thấy mắt ảnh nó trắng rồi, là bắt đầu anh mới ngay cái chân này xuống trước. Dạ, ngay luôn. Cái chân này xuống nha. Ừ. Cái tay bên kia anh để trên cái gối, anh cũng ngay xuống, anh để xuống dưới luôn. Xong rồi bắt đầu anh mới đưa cái tay này là anh dùng hết sức lực đến cái, tại vì anh không có làm gì nổi cho mình. Ừ. Chỉ đỡ hay gì là tay chân mình mới được ha, chứ bình thường mình làm anh mới nương theo được thôi, chứ mình lúc bình thường ha, lúc chưa đó đó. Dạ. Khi đó anh ngay cái chân ra xong rồi để cái tay anh cũng để xuống dưới cái tay bên đây, anh để trên cái gối, cái tay này anh cũng kéo để xuống, cái tay này bắt đầu nó vòng lên vậy nè. Là lúc đó cái bụng anh còn thở, là anh cũng còn niệm Phật nghe. Khi mà anh đưa tay lên gì đó, anh niệm hơi thở cuối cùng đó, là cái tay nó rớt xuống rồi á. Thì tám tưởng là lúc đó ổng đi luôn rồi. Nhưng mà khi nhìn lại kỹ á, ha, thì ảnh bắt đầu anh mở cái miệng ra. Cái tám nó chết rồi, chắc ổng tỉnh lại quá. Bắt đầu ổng mở miệng ra, ổng Úc Giang niệm Nam. Thì ổng niệm Nam, nhưng mà tấm nhìn với cái bụng là bụng không có nhúc nhích gì trơn. Chỉ có cái khúc trên đây thôi. Là ổng niệm, Úc Giang niệm Nam, là ổng niệm Nam mà tới 3 câu, tới 4 câu, câu sau cùng. Câu sau cùng là ổng mới dứt hơi luôn, là ở này á, lúc mà ổng đưa tay ổng chào đó. Tám cũng đưa tay chào, mấy người đứng ở dưới chân ổng cũng đều đưa tuyệt tay vời chào quá. Ổng luôn. Tại vì Úc Giang lúc đó là Úc Giang lên nhắm mắt niệm Phật thôi, mà chú tâm niệm Phật. Thành ra bây giờ tám bổ chính thêm là cái lúc đó là tám thấy nó rất là cái pháp môn niệm Phật này rất là màu nhiệm. Cái bụng mặc dầu nó không còn thở miếng nào hết, cái miệng anh vẫn niệm theo Úc Giang. Niệm tới 4 câu luôn chứ không có 1 câu đâu. Dắt đó mình nói mừng nói ha, Úc niệm Phật mà thấy Huyền Huynh giơ tay lên rồi, Úc mừng đến nỗi mà Úc đang chắp tay gì mà Úc đưa lên gì nè. Úc tạ ơn trời Phật, anh mình quá mừng luôn, nó mừng không nói nổi luôn. Cái ước nguyện của ông toàn nguyện ha. Mà Úc còn giao kèo ông cái là anh ra đi anh phải giơ tay chào đồng đạo, đặng lấy cái đó là niềm tin nhất xứ của người tu. Mà đức thầy của mình dạy là người cư sĩ học Phật tu nhân tại gia không à, thành ra mình phải làm gương cho đạo. Cái này mới cái đặc biệt mà anh em tin anh làm được, tại vì em thấy anh á, cái gì anh muốn là anh làm thành công hết trơn luôn. Đời đạo gì em thấy hiện tại. Cho nên giờ phút này cái nghiệp anh nó cũng nặng hơn người ta, mà em ao ước anh phải làm gương cho đạo Phật giáo hòa hảo mình. Ông nói để anh cố gắng, mà chừng ông giở tay lên cái nghe Úc thấy ngay Úc, cái bàn ốc Úc nổi luôn. Tại vì mặt Phật pháp màu nhiệm, chừng tới việc mình mới biết, chứ chưa tới mình chưa biết nó ra sao. Đặt bàn hương án sẵn rồi, nhà cửa dẹp xong hết là ngày 18. Rồi chạy đi mua đất đặng chôn luôn, là Lữ Anh Thư ngoài Long Xuyên á. Biết cái Lữ Anh Thư điện vô bữa 18, điện vô ông Tư Phúc Hoa, điện vô hỏi chú Tư bữa nay ông Thượng Sơn sao rồi. Cái chú Tư nói bữa nay là 10 ngày 18 tôi đi mua đất cho con, ổng dẫn con mua đất trên qua Diên Vĩnh Hằng á, là ổng nói ngày 19 ông dẫn sanh. Thì bữa 19 á, ông Lữ Anh Thư ổng điện vô thì nói ông Thượng Sơn ổng mất rồi. Thì ông Lữ Anh Thư ổng nói với Úc, ổng nói vì là ông Thượng Sơn tôi tin chắc ông dẫn sanh. Tại vì bữa 18 tôi nghe cái tin rồi. Dạ, còn người ta nhiều mẫu chuyện là mình nghe mình không có nắm được phần chắc. Lữ Thư nói giúp vậy nghe. Mà ông Thường Sơn này là bữa 18 tôi nắm được cái phần 19 ổng nói giảng sanh. Thì thật sự 19 ổng giảng sanh thì ổng chắc chắn ổng giảng sanh. Ông Lữ Thư nói vậy. Ông cũng tin tưởng ha. Tin tưởng. Thì cho nên bây giờ hiện giờ Lữ Thư đang kết hợp lại đời tu của ông Thường Sơn. Đặng làm một quyển sách. Đặng lưu lại đời sau cho tín đồ mình coi theo đó mà mình tu. Dạ, Lữ Thư quá. Giờ đang sưu tầm những gì của ông Sáu. Dạ. Dạ, Lữ Thư tin chắc là ông Thượng Sơn giảng sanh. Cái đó là cần phải nêu gương ở bên. Dạ. Nghe xúc động quá. Dạ. Tại vì hồi xưa thì Nghĩa cũng đọc chuyện giảng sanh. Dạ. Với cô Thanh Kim Huệ với Phượng Hằng đó. Dạ. Thì cũng nghe đọc rất nhiều mẫu chuyện, trong đó có ông Trí Giỏi. Dạ. Rồi cô Lương Thị Mọn và cũng rất nhiều đồng đạo Phật giáo hòa hảo mình cũng có được cái điềm lành đó. Dạ. Cũng biết trước ngày giờ vãng sanh. Nhưng mà sau một thời gian sau này thì cũng có, nhưng mà thì Nghĩa chưa có góp nhặt được. Thì nghe ông Sáu ông ra đi vậy thì chắc mình nghĩ ông Lữ Anh Thư làm điều đó khi nào xong á. Yeah. Cho mình hay. Yeah. Thì đó là tấm gương phải nói là rất tuyệt vời mà chỉ có chúng ta tu tập nè, làm việc lành, việc thiện, rồi hành đạo, rồi lại buông xả, và những có lời đại nguyện như vậy thì mình nghĩ là ai cũng được kết quả chứ.
mình hả sư huynh? dạ mình tu á thì mình tu mình phải tin tưởng, dạ. Mình tin tưởng là mình niệm Phật thành Phật, dạ. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, vì mình mới được. Còn dạ. Này mình tu cái ai hỏi sao thằng ai tu tu chứ thành Phật ít gì mong, niệm hoài không thấy gì, tại vì á, mình không có tin, rồi mình không có lo làm, dạ. Cho nên mình không có vãng sanh. Còn người tu mình á, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành mới được cứu cánh về nan dưỡng. Mình tin tưởng rồi mình tin rồi mình nguyện rồi mình làm thì mình mới được vãng sanh. Còn này mình nói mình tu mà mình nói không có dính đâu hết trơn rồi sao vãng sanh, không có niềm tin. Thành ra phải tin tưởng mới được. Dạ. Chú ơi, chú tin Nghĩa biết nha, cái lúc mà ảnh ở bên bên hòn á, sáng tắm điện, chiều tắm điện, hồi đó cắm xài điện thoại, không có xài điện thoại này. Khi mà ảnh bệnh ảnh giấu, tới chừng mà tắm hay được đó, tắm mới mua cái điện thoại vậy nè. Đặng mình điện, đặng nhìn ảnh coi nó làm sao. Anh giấu, anh nói anh không có sao rồi này kia. Mà khi mà em khi mà tắm nhìn thấy ảnh đau ha, bằng ảnh ngồi ảnh ôm cái bụng gì nè ha, mà cái tay em lúc nào anh cũng lằn chuỗi. Quá quý. Còn mà ảnh nằm cũng vậy đó, nói tắm ơi, giấc này anh đau quá, anh không có đi cúng nổi, bây giờ anh đang nằm anh cúng. Tấm cũng thấy anh nằm he mà anh ôm cái bụng mà anh không có ấy, mà anh nhăn cái mặt dữ lắm luôn nha, mà cái tay anh lúc nào cũng đằng chuỗi. Nhớ Phật hết. Nhớ Phật hết. Anh mới nói bây giờ chỉ còn có em, anh vuốt văn với chị em thôi. Là mấy anh em của mình đó là nó có cái nhân duyên với nhau, là cũng như là trợ duyên với nhau thôi, chứ bây giờ là anh với chị thì mắc bệnh, chị anh thì bệnh gì mà chị thì không có về bên đây được, tại vì bị dịch nè, không có về được, rồi không có gần gũi đồ này kia để mà trợ duyên cho nó, giống như nó sâu đậm thêm vậy đó. Lúc nào anh không niệm Phật hết trơn, em phải trợ duyên cho anh, Khúc Văn trợ duyên cho anh, Sa chị của Cưng cũng trợ duyên cho anh. Bây giờ chỉ còn có mấy anh em mình đó. Lúc nào anh cũng nói là pháp môn niệm Phật màu nhiệm lắm, Tám ơi anh đau gì nè ha, anh đau dữ lắm luôn á, mà anh niệm Phật hồi ha là nó giảm, nó bớt. Bây giờ anh tin tưởng pháp môn niệm Phật của thầy dữ lắm. Anh nói lúc nào anh cũng ráng hành trì, bây giờ em cũng vậy, em phải ráng hành trì pháp môn niệm Phật. Anh em mình phải cố gắng. Nói vậy anh, em nghe anh nói gì em mừng dữ lắm, anh cố gắng lên nha anh. Lúc nào mình cũng ủng hộ tinh thần anh, sáng điện chiều điện, chứ ở đó không có xài điện thoại này. Anh nói cưng tưởng đâu xài điện thoại này nó ít tốn tiền hả, nó tốn tiền dữ lắm, bây giờ cứ mua điện thoại này đi, cũng xài đi, nó không có tốn tiền nhiều. Rồi lúc anh bệnh đó anh giấu, khi mà mình biết mới mua cái điện thoại này. Dạ. Mới xài, mới nhìn thấy ảnh lúc nào hay anh đau cũng vậy, cho anh ôm cái bụng gì hay mà cái tay lúc nào cũng cầm chuỗi vậy nè. Là lần không có giờ nào anh không có cầm cái sợi chuỗi lần niệm Phật cái chứ. Niềm tin của sao mạnh mẽ quá. Quá mạnh. Lúc mà ông trước khi ra đi ông có chăn chối và nói những cái cải mở, những cái điều gì đặng cho cái gì mà quá giải á. Quá giải có để ảnh có nói với Tám gì cái đêm đó, hai anh em nói chuyện cũng lâu lắm. Anh nói Tám ơi, bây giờ anh bệnh rồi á, anh mới biết sức khỏe là vàng. Tại vì hồi xưa tới giờ á, mình có tiền, nhiều khi mình bệnh cái mình đi chích thuốc này kia cái nó hết bệnh cái thôi hả. Còn bây giờ á, cái bệnh của anh là bây giờ có vàng có tiền gì nó cũng không có hết hết trơn á. Cho nên bây giờ á, ai mà còn sức khỏe đó là người đó có phước dữ lắm. Mà phải biết được cái pháp môn niệm Phật là nó màu nhiệm như thế nào, và phải hành trì pháp môn niệm Phật đó, để mà sau khi mà mình có lâm chung đó, được Đức Phật rước mình về Tây Phương, là mình không có còn bị luân hồi nữa, mình mới hết khổ. Chứ ở cõi Ta Bà này là khổ hoài. Cho nên á, bây giờ là anh suy nghiệm hồi đó tới giờ anh tu dở quá, cho nên đụng cảnh gì anh cũng ôm vô, anh buồn, anh phiền, anh giận. Cho nên cái bệnh của anh bây giờ nó giống như nó bị tái phát lại. Hôm nay anh ngẫm nghĩ suy nghĩ kỹ lại rồi, tại vì mình tu dở cho nên mình buồn phiền hoài, thành ra nó bệnh bây giờ mình phải bỏ xuống hết.
những cái gì mà người ta làm cho mình khổ đau bệnh tật rồi nãy kia mà mình buồn phiền đó, bây giờ mình cái người đó mình hồi đó mình ghét bao nhiêu, bây giờ mình phải đặt cái lòng thương người đó thật là nhiều, nó mới đúng với cái pháp môn từ bi hỷ xả của Đức Thầy chỉ dạy. Cho nên nó bây giờ anh á, hồi đó giờ ai mà làm cho anh buồn nhiều nhất đó ha, là bây giờ anh thương cái người đó nhiều nhất. Và anh xả hết, bây giờ anh xả bỏ hết, anh phải hành pháp môn niệm Phật y như thầy chỉ dạy, là pháp pháp từ bi hỷ xả, là buông bỏ hết, không có còn chấp một cái pháp nào ở thế gian gì đó, sẵn lòng lìa xa hết các việc phàm trần. Và cũng như tâm nó ý lên cái ý ha, là anh minh chứng nguyên một đoạn giảng của thầy miễn nói lên cái ý thôi, tại vì ta không có thuộc, mà miễn tâm nói lên cái ý là anh minh chứng hết trơn nguyên cái đoạn giảng của thầy văn tản văn dần gì, anh minh chứng hết. Cái đó cũng thể hiện lòng từ bi đó ta, thể hiện lòng từ bi rất là từ bi, thương yêu tha thứ khoan dung đó. Đó là cái là anh nói hồi trước bây giờ đó ha, anh đi xuống dưới ban trị sự, thí dụ như có ai mà làm cho anh buồn nhiều nhất, bây giờ anh thương lại nhiều nhất. Là tại vì mình tu dở. Mình nghĩ suy nghĩ gẫm nghĩ lại là tại vì mình tu dở, cho nên mình mới đem cái phiền, cái giận, cái buồn mà mình làm cho cản trở cái sự tu hành của mình, nó không có được đi đến cái cảnh giới mà tốt đẹp như Đức Thầy chỉ dạy. Hôm nay mình phải bỏ xuống hết tất cả những cái gì buồn phiền mà giận ghét rồi nãy kia đó, rồi việc gia đình, thế gian, danh lợi hay là cái gì đó mà làm cho cản trở trên cái đường tu của mình không được giải thoát, thì hôm nay á, anh tập anh buông bỏ hết. Hay để quá. Mà cho cái thân tâm của anh nó được nhẹ nhàng, rồi nhất tâm niệm Phật, khi mà lâm chung nó mới được Đức Phật từ bi rước mình đi về. Mà minh chứng cái câu gì mà cũng như còn dích tì cũng chê đó, thầy nói đó. Bây giờ, ủa cái gì? Sao đọc lại cái chuyện? Anh minh chứng cái đó luôn, anh mới nói là bây giờ mình phải bỏ hết, cái tâm mình phải mà nó được an nhiên tự tại. Bây giờ bạc lộn với chị. Đúng rồi đó. Nữa sao lọc lại chích tiền cũng chơi ha. Mà chú Nghĩa biết ha, ảnh minh mẫn sáng suốt dữ lắm luôn. Khi mà ảnh về đây, ảnh gần tới ngày 19 mà ảnh gần đi đó ha. Là tối bữa 15 hồi 16 nói chuyện với anh Tâm Thích nè, em với anh Tâm Thích nói chuyện với ảnh cũng vậy. Miễn nói cái ý lên là ha, là ổng đọc nguyên câu giảng minh chứng. Nói lên cái ý chỗ sáng, nào là cái tâm lúc đó buông xả cho nên nó sáng á. Đúng rồi, là ảnh minh chứng hết trơn nguyên giảng thầy ha, đoạn văn tản cũng có, văn dần cũng có ha, là cái bạn nói hay lắm luôn. Quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt. Bởi vì em nói anh được minh mẫn gì này, anh sáng suốt gì, rồi anh tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, mà anh niệm Phật gì nhất định anh sẽ được giảng sanh. Em ủng hộ anh ráng lên nha, anh cố gắng lên. Anh nói anh cố gắng, anh ráng. Không có còn vướng mắt nữa ha. Cỡ chừng tháng trở lại thôi là anh không còn dính. Chừng cái ngày 14, 15, ngày rằm, ngày 15 giác sao trở lại ngày tới ngày 19 anh đi đó ha, là trước ngày 16, 13, 14, 12 rồi nãy kia mấy đứa cháu anh lại đó. Là anh còn nắm tay gì nữa ha. Anh hung rồi anh nảy nọ anh vuốt nữa. Giống như ha. Chia tay ha. Anh vuốt nữa rồi nãy kia ha, còn từ cái ngày rằm đó ha mà trở tới ngày 19 anh đi đó là mấy đứa cháu đi lại là anh phát tay. Anh biểu dẫn thì chú khác chứ anh không có cho dẫn thì không. Giống như trước đó là ông chia tay rồi. Ông chia tay rồi hết rồi. Giống như nó không có cho đi lại gần để mà ông thấy ông quyến luyến. Cái đó là cái hay đó Ngọc Lan. Hay lắm. Lúc phút cuối đừng cho luyến ái đó. Hay. Ngọc Lan gắng tập đi, bây giờ ngồi gần chị Sáu nè. Không, bây giờ bắt đầu làm liền chứ không có nói. Cái cách của bạn thì dừng. Sao thì để ý ảnh nghe là cái gì cũng vậy, anh bỏ hết, anh buông hết, buông cái bạn không có còn cái gì luôn. Nhưng mà biết không, mình nghĩ là Sáu đã buông lâu rồi đó, chứ không phải tới giờ đâu. Tại vì nếu cái người không buông á thì không bao giờ dám đem của cải vật chất mình để hiến, để làm cái nơi mà ban trị sự, để thờ Tam Bảo, thờ thầy tổ. Là cái thứ nhất mình thấy nha. Cái thứ hai, người mà không buông bỏ thì không bao giờ dám đi làm từ thiện xã hội bên ngoài. Thì Nghĩa gặp ổng rất là nhiều nơi mà. Gặp ổng, chào hỏi, thăm hỏi thì thấy ổng nhẹ nhàng lắm. Thậm chí cái phút gần sau này gặp ổng thì ổng nói ổng có bệnh, dân mà hỏi thì nói biết ổng đang bệnh. Nhưng mà hỏi ổng thì ổng nói là khỏe, không có bệnh. Mới năm ngoái nè, làm ở chỗ Ban Ý ngay tổ đình đó. Mình về ngay đó luôn hỏi thăm ổng. Thì ổng nói ổng không có sao chứ. Nhưng mà hỏi gia đình thì nói là ổng đang bệnh. Có nghĩa là ổng đã buông xả lâu rồi. Chứ không phải là tới phút cuối, nhưng mà tập quân tập cho đến phút cuối cùng là mình đoạn hết. Hết, dứt hết.
Cái đó là phải tập từng bước nghe quý vị, chứ phải nghe thấy vậy đợi tới phút chót mới bỏ ngay cho phút. Dạ, đó nghiệp nặng quá. 10 ngày trước đó là ổng điện nói chuyện ông là ổng cũng đổng bệnh nè. Nửa tháng trước á. Đổng bệnh thấy ông yếu, nói chuyện yếu lắm. Ổng mới hỏi thuốc, còn chỉ hướng dẫn cho ông uống thuốc đó. Ngủ thuốc đó làm gì nó không chịu. Rồi không uống nữa. Chắc có lẽ là ổng giấu đừng cho đồng đạo biết được mà nó theo mình nghĩ ổng vậy. Tại vì cái lúc ảnh bệnh đó, cái ta ổng không chịu uống thuốc. Ta mới nói thôi bây giờ á, anh ăn gạo lứt á, thì cũng như cho nó quân bình âm dương, mà thuốc thì anh phải uống. Mà ở bên này Tám gửi qua thì Tám không có dám nói cho anh biết trước. Nếu mà nói biết trước á, thì anh không có cho gửi, mà anh cũng không chịu uống nữa. Cho nên ở bên này Tám sắp xếp rồi nãy kia xong rồi đó, Tám mới mượn chú Hồ, là chú Hồ tại vì cái lúc bệnh dịch đó là chỉ có mình chú Hồ là làm bên cái từ thiện. Biết chú Hồ. Hàng đó là có giấy chạy tới chạy lui làm nấy đó, mới nhờ chú Hồ đó đó gửi thuốc đi qua bển. Đặng mà tại vì cái người mà người ta trị bệnh người ta không có bắt mạch được, người ta nó không có dám cho ông uống thuốc, mà có cái thứ thuốc đặng đắp. Đắp đặng cho cái mục nó im, đặng cho nó đừng có đau với nó đừng phát triển thêm đó. Cái gửi qua bển, gửi xong rồi mới nói cho anh nghe, cho anh mới chịu. Anh nói để đem qua rồi anh đắp. Nhưng mà rốt cuộc đem qua cái anh nói Tám ơi, bây giờ đó, anh tin tưởng vào cái sự màu nhiệm của Đức Thầy là uống nước cúng. Với mình niệm Phật, hành trì pháp môn niệm Phật. Nếu mà nó màu nhiệm á, mà anh cái số của anh còn á, thì anh uống nước cúng là hết trơn. Còn nếu mà cái số anh mà nó hết, nó tận rồi, để bây giờ uống thuốc tiên cũng không có hết nữa. Bây giờ anh không uống mà anh cũng không đắp. Anh không chịu, anh tin tưởng thầy lắm. Ông không bao giờ, ông uống thuốc uống nước cúng với vàng nè. Cái hành trang sau này, cái gần đó, cách cỡ tầng hai tầng, nó đau quá, đồng đạo kêu uống quá, cho nên ông uống thuốc ngam. Ông để tình, ông uống. Ông để tình. Ông đi bác sĩ luôn. Nó, người tu á, như ông Sáu á, Út thấy á, làm tấm gương cho đạo là Út khâm phục cái chỗ. Nhất là cái chỗ mà đau, biết đau cái bệnh này chị không được, cho nên không có mơ màng bác sĩ. Là người tu mình á, mình phải chuẩn bị tinh thần là đau là mình biết chị không được, mình đừng có chị. Mình để thời gian niệm Phật, tranh thủ niệm Phật mới giảng sanh. Còn cái này mình đau mình cũng quản, rồi mình đi bác sĩ tác hoài mà thời gian đau niệm Phật. Nó đối kỵ bác sĩ rồi nó lo lắng đủ việc hết. Còn này anh không có mơ tưởng bác sĩ, mà anh dành thời gian để niệm Phật. Anh nói là bây giờ mình tới số rồi, đi đâu cũng tới số mà mình không có giảng sanh. Nó hay cái chỗ đó đó thì nghĩa. Không có mơ màng tới bác sĩ. Nó đặc biệt hay quá hay Tâm ha. Chứ phải mà người ta đau là người ta khủng khiếp luôn, người ta phải đi kiếm bác sĩ tác không được thôi. Còn này không có tác, anh biết cái bệnh này tác không có được, mà phải lo giảng sanh. Cái chuyện đó cái chuyện cần thiết. Lúc đó là mình biết không, mình cũng sót lắm. Mình nói là mình phải làm cho đi bệnh viện mới được, chứ còn nằm ở nhà không được. Cứ sót cái điện vậy đó, mình nói đó. Mình nói thôi để tôi qua tôi thuyết phục ổng. Cố gắng qua thuyết phục ổng, coi ổng chịu đi không hay là chịu uống thuốc gì không đó. Thì nghe thông tin thì ổng có cái ý chí vững mạnh gì đó. Ổng có ý chí, ổng có cái đặt niềm tin quá trọn vẹn. Cầu nên sau này mình không có gọi nữa. Đến đổi cầu á, mà cầu an không có chịu cầu an, mà ông nói cầu siêu. Tại vì bây giờ mình cũng còn đầy đủ nghị lực đặng mình đăng ký với Đức Phật là mình muốn về đâu. Còn cái này mình sợ chết, mình không có cầu sống không à. Rồi mình sợ chết, rồi mình không có đăng ký Đức Phật về Tây Phương, rồi làm sao về. Ý của ông nha, mỗi người mỗi ý khác nhau. Cho nên anh nói mình cầu nhờ ơn Đức Phật tiếp độ vong linh được giảng sanh về miền Cực Lạc, y nguyên văn của Đức Thầy. Cái một đồng đạo mượn cầu an, cái đồng đạo nói mượn cầu siêu. Cái ông đồng đạo đó nói ông chưa chết mà cầu siêu. Ông xúi tôi cũng như người cha mà bớt mũi người con. Tôi không có làm cái việc ông làm. Thì ông Sáu ông nói tôi mượn ông mà ông không làm thì thôi để tôi mượn đồng đạo khác. Ông Sáu nói cái mượn chú Sĩ. Cái chú Sĩ nói chú Sáu nói việc này con tán thành cái việc làm của chú Sáu. Nếu mình sáng suốt mình phải ủng hộ. Tại vì chú Sáu người ta tu quá, người ta không có đủ đầy nghị lực, ta cầu siêu mà chú Sáu không sợ chết thì chú Sáu đăng ký. Thí dụ ở thế gian này mình muốn đi về Mỹ, về Canada thì mình cũng làm giấy tờ mình chuẩn bị trước, rồi đúng ngày mình lên mình đi.
Còn cái này mình không chuẩn bị rồi mình đi bất ngờ đi cũng khó đi lắm. Tới giờ đi mới cầu. Cái ổng nói thí dụ vậy đó. Cho nên anh Sáu anh nói chờ quỷ vô thường dắt rồi mới cầu siêu rồi làm sao được. Bây giờ mình sợ chết mình không cầu trước. Thì cái pháp môn có ngàn nghìn muôn cách chung quy giải thoát mà thôi. Thí dụ người nào tu cách nào tu mà miễn được đến ngày kết cuộc mình kết quả là tốt. Cho nên anh Sáu nói anh làm cái việc đó là ký của anh gì. Có nhiều đồng đạo người ta không chịu mà anh nói ký gì mà không có nói chú Hòa nữa không chú Hòa. Có. Nói chú Hòa những người đó nữa. Cầu siêu mà cũng có những đồng đạo người ta thắc mắc cái điều đó. Không có đó nên các bạn nên giải thích cho đồng đạo hiểu. Cái ước nguyện của ổng thì nên làm cho tròn. Cái ước nguyện của chú Sáu thì mình cứ làm theo cái ước nguyện có làm ha. Dạ có. Vậy được rồi. Cầu siêu. Đúng rồi, làm vậy đi tôi thấy cũng là trọn vẹn hết. Mà làm vậy mà đến ngày cuối kết cuộc ổng ổng siêu thiệt. Siêu thiệt. Không thấy màu gì.